Xin chào các bác ạ. Hôm nay ngày 24 tháng 11 năm 2019. Em vừa về được một cái chiếc nồi cơm của Mitsubishi. Con này là cái dòng có màn hình LED. Hình thức còn cũng tương đối là mới. Đấy, con này màn hình LED. Sản xuất năm 2013. Nhiều bác hỏi là tại sao không made in Japan, không phải con nào cũng đề made in Japan hay là made in China được các nhé. Có con nó không đề sản xuất nước nào được ạ. Còn nồi cơm thì em cam kết đây là nồi cơm Nhật xịn nhé, chứ không có nồi tàu được ạ. Con này đun 1270W, 172 độ C. Con này dòng màn hình LED các bác nhé. Son còn son tương đối là dày. Con này dòng son dày lắm. Con này son dày phải đến tầm 3 ly. Cực nặng, son nặng lắm, dày. Các bác nào có nhu cầu lấy con này thì cũng được đấy. Con này em bán là 1.900.000 các bác nhé. Giá là 1.900.000 như cái nồi cơm mít này, nồi 1 lít. Hình thức còn khá là mới. Đây các bác có thể nhìn. Mẹ. Các bác nào có nhu cầu lấy chiếc này thì có thể alo cho em giá 1.900.000 các bác nhé. Nồi Mitsubishi có đèn LED. Xong dày, sản xuất năm 2013. Cảm ơn các bác.